Ây, mọi người có biết đây là giống chó gì không? Ở chỗ này là đang đứng tránh nắng, là có cả chó nhỏ và chó to. Nhìn rất là yêu. Bọn này con đực bao nhiêu cân? Khoảng bao nhiêu cân? Anh, con đực này của anh bao nhiêu cân? Trưởng thành rồi đúng không? 30 cân, trưởng thành rồi đúng không? Nhìn ngầu phết đấy chứ. Nuôi dọa được trộm đấy. Dọa được. Giống này nó rất là lành. Akita. Cuộc thi mở rộng giao lưu của những người nuôi chó Akita và Shiba ở Hà Nội ngày mùng 8 tháng 11. Sân Lê Trọng Tấn, đây là chó con rất là thân thiện, rất là thân thiện. Ok, trời, anh nuôi chó đấy, nhà anh nhiều chó lắm nên là chắc ngửi thấy mùi là làm quen. Rất là xinh. Giống này thì đây nó có mấy màu đây. Nhìn ở trên sân có màu vẹn, vẹn cũng có đậm có nhạt. Màu này gọi là màu vàng, gọi là vàng bạc má. Bọn này là có đen với có ấy không nhỉ? Có trắng không? Chỉ có trắng à? Có trắng, có vàng, có vẹn. Ê, nhìn rất là to đấy chứ không phải không đâu. Quay xa để cho nhìn so với người. Con chó 30 cân. Khoảng 30 cân. Được. Thế thì cái chắc khoảng tầm 25-26 cân. Lúc chưa đốt, bây giờ anh hết bao tiền rồi? Kiếm được bao tiền thì mày? Ông nghe từ kiếm, nghe nói điêu quá. Đây là Đại Lê. Đại Lê trước nó đốt, Đại Lê giờ phá sản vì đốt đây. Đang muốn phỏng vấn anh Hoàng là trước là nuôi đốt hết bao nhiêu tiền rồi từ trước đến nay. Đại Lê đang phỏng vấn Rockefeller GV là nuôi đốt âm lỗ bao nhiêu rồi. Thì cũng trả lời thật lòng là nó cũng âm, bây giờ thì cũng không có tính được. Bởi vì tiền ăn thì có móc túi hàng tháng ra. Có lẽ là nó âm khoảng tầm 700-800. Vâng, với một chú chó Đức thì điều kiện mà quan trọng nhất nhá. Không kể công, làm không có công. Hai viên bi. Anh có sau đợt một này viên anh bi có tiếp tục là không vào thi có là chứ. Không được chấp nhận. Bây giờ mới bên. Anh có thể lớn lao như vậy. Mà lớn lao có thể là nuôi con rốt cũng như vậy. Con rốt 7-8 triệu mà anh có thể. Làm chạy chó ấy, thì cần một sự mạnh mẽ. Muốn có được cái thành công thì người ta sẽ phải xác định cái thời gian vận động tốt được. Đến đạt đến cái điểm hòa vốn và bắt đầu thu lãi là sau khoảng 5 năm. Thì Rockefeller GV từ năm 2015 đến bây giờ sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thu lãi. Còn hôm trước là âm rồi. Dự kiến một năm là được bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu? Một năm có lẽ là nó sẽ lãi khoảng tầm 600-800 triệu. Chúc mừng anh. Sau câu đấy thì em không nói được câu gì nữa. Đây là một vỡ nợ. Bỏ chạy, bỏ đốt đến nơi rồi. 600-800 triệu là bình thường. Em trêu thì thôi chứ. Đừng có post clip lên lên nhé. Tiếp tục mời mọi người ngắm ngắm Akita. Akita thì cho to, thành ra là mọi người mang ra đây ít hơn là Shiba. Rất là giống chó Mông Cọc ở mình. Cái đuôi thì hơi giống chó Bắc Hà, nhưng mà đuôi của con Akita này đuôi nó cong, còn con Bắc Hà thì đuôi vảnh thôi chứ không quan. Nhưng mà đuôi cũng xù. Đây là Shiba.
YouTuber mới nổi mà không biết YouTuber đình đám này à? Anh không biết từ sáng giờ phải mấy đứa chúng nó bảo biết. Hậu Hoàng. Biết. Biết anh à? Chỉ biết là khi mà nhìn thấy chó các anh chị em chúng ta là có một điều tôi xin lỗi. Em là YouTuber gọi là YouTuber không chuyên. Nhưng mà khi mà đi còn như Hậu Hoàng là YouTuber chuyên nghiệp. Sử dụng cái sợi gọi là đẳng cấp ở trong top của Việt Nam cơ mà. Không dùng dây xích. Có chứ. Kênh kênh YouTube có hơn 300 video và có hơn 60.000 đăng ký là gọi là YouTuber rồi. Có được không em? Được đúng không? Nhiều hơn video kênh em rồi. 300 rồi kìa. Thì ông cứ rảnh ông nơi đang làm. Tức là đây này, quay video như này nhá. YouTuber như em hay là YouTuber không chuyên nghiệp. Em nhìn đây là quay như này tí về em post luôn, em không có chỉnh sửa bất kỳ gì cả. Cho nó trung thực. 300 rồi à? 300 chứ. Đây là một YouTuber nổi tiếng của Việt Nam. Nếu mà mọi người mà theo dõi xem YouTube nhiều là mọi người sẽ biết. Cũng là một người yêu chó. Rất là ok. Chơi chó ủng hộ. Sợ ảnh hưởng áp lực chủ nổi tiếng ấy. Tôi đi về, vợ con. Đi chơi rồi, gặp bạn bè. Đâu mà nào, ra ngoài thì nói chửi thằng này thằng nọ. Đây toàn người nổi toàn toàn người gọi là nổi tiếng này nhỉ. Ở đây toàn đấy trong cái màn hình này. Toàn người nổi tiếng. Toàn trai xinh gái đẹp chứng tỏ những người mà tài tiếng gì. Những người mà yêu chó là toàn người rất là sáng sủa. Trai xinh gái đẹp. Gọi là những người có thể chơi được rồi mà. Hello sir, mặc vest tiếp vào đây. Vâng, giải ba không giao giải ba vẫn như ban nãy nhá, giải ba lên ạ. Để xem là trọng tài Hoàng Mộc Cương chọn con nào giải ba. Anh Cường bảo anh Cương sẽ cho con nào nhất? Nhất á? À, nhất là trong cả dàn này. Anh bảo sẽ cho con nào? Đang con của Hà Béo hoặc con của Đạt. Hà Béo hoặc Đạt á? Khả năng vậy đấy. Khả năng là trong hai con đấy sẽ được. Nhỏ này mặc dù là chưa được tập luyện nhiều đâu nhưng mà vỗ tay có cái tiềm năng, rất là tiềm năng, khả năng là rất vẫn tôi xin cho giải ba. Thằng mèo sắp mua bun tè kìa, giải nhì nhá, đốc sâu đi xem nào, giải nhì nào con à, giải nhì con Hà Béo. Hà Béo giải nhì của Akita. Thôi. Hoặc là hai con chó đấy đổ chỗ cho nhau. Khả năng là con vẹn sáng. Khả năng là con vẹn sáng sẽ được giải. Phan thì phan con chấm chuẩn. Con vẹn sáng màu. Giải ba thì trao linh tinh được, giải hai ba mua nhật cho mắt mình. Anh cái ra mặt kêu nhỉ. Đấy không? Giám khảo ra ngó chưa? Anh thấy không? Chứng tỏ ông này cũng cùng gu với mình, nhìn lướt qua là con đấy là mình thấy ok rồi. Thực ra là nhìn chó đẹp ai có thể nhìn được. Nhìn được cái lỗi của nó thì mới là đỉnh. Lỗi thì ông kiểm tra rồi đấy còn gì nữa. Đấy. Nhìn con chó đẹp thì ai cũng nhìn ra thôi. Chúng ta cố gắng nó khi mà đến vòng cuối cùng mà giám khảo người ta đưa ra quyết định thì chúng ta cố gắng thể hiện con chó mình đẹp nhất. Được. Chúng ta thì nếu mà đẹp thì mình phải đuôi cố gắng chỉnh đuôi nó dựng lên. Nhưng để nó tốt xuống. Thì là nếu theo tiêu chuẩn của Akita trong bản tiêu chuẩn của SCI thì nó là như vậy. Thì giải nhất này thì khả năng là sẽ thuộc về con vàng thôi. Giải nhất thì cho Akita đẹp nhất. Hà Béo thì, lại vậy. Nó. Đấy nhầm hết nhớ đây mà mắt anh em giống nhau. Không, lúc đầu là người ta đã đoán giải nhất là hoặc là con vẹn này, hoặc là con vàng thằng Hà cầm kìa. Chó hai con đấy. Chó chúng ta là đẹp nhất đâu mà chỉ là ít lỗi, ít khiếm khuyết nhất và thể hiện tốt nhất trong ring thôi. Thể hiện tốt nhất mà tôi thấy thích nhất. Thế còn con kia nó tốt hơn nhưng tôi không thích bằng. Thì bây giờ xin mời ông quyết định của giác mà.
to đẹp thế à anh? Bắt một con mà mua, bắt một con nuôi. Ờ, đây là con được giải nhất. Nào. À đâu đâu đâu. Vâng, xin mời ba chú chó đang giải vừa rồi chúng ta lên sân khấu để nhận quà từ ban tổ chức ạ. Đẹp. À, giải nhất của giống Akita ngày hôm nay. Và chúng tôi xin mời các nhãn hàng tài trợ, chúng ta sẽ nhanh chóng lên sân khấu để trao quà cho các thí sinh đặt giải. Để cho nhìn mặt của con chó này. Ok. Tên nó là gì? Sake ạ. Sake. Kinh. Này Nhật cái là gặp thằng chủ mê rượu cho nên là đặt tên là Sake luôn. Đúng vậy là tên là hãng rượu gạo của Nhật. Ok, lên đây để ban tổ chức chụp hình. Và ngay sau phần trao giải này thì chúng tôi xin mời chú chó đạt giải nhất của dòng Shiba và giải nhất của dòng Akita sẽ vào thi với nhau để tranh giải Best in Show ạ. Ba con nhất nhì ba. Con giải ba là một con cho con mang tính chất là để khuyến khích cái việc là cho các cái con chó nhỏ tham gia các cái cuộc giao lưu. Các chú chó ngoài nhận cúp thì cũng nhận được phần quà của hai nhà tài trợ cuộc thi Cansinano Chibi Powder và hãng cám thức ăn khô Famina. Ok, xin chúc mừng các chú chó đã đạt giải, có những cái kỷ niệm đẹp ở trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Cansinano. Công ty cổ phần thú y Việt Đức hân hạnh tài trợ cái cuộc thi giao lưu này. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.